Chào mừng thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình đêm giao lưu nghề báo trong tôi. Với tinh thần giao lưu kết nối tại chương trình, mỗi nhà báo đem đến những câu chuyện thú vị về quá trình làm báo đầy chông gai nhưng cũng hết sức ý nghĩa. Đó là những cống hiến thầm lặng trong việc sáng tạo ra những sản phẩm báo chí, góp phần đấu tranh đem lại sự công bằng cho xã hội, cũng như tuyên truyền về những nghĩa cử cao đẹp của những tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng bày tỏ nhiều quan điểm trăn trở của cá nhân về quá trình tác nghiệp và làm báo trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và nghề báo được chính các nhà báo biểu diễn. Ngoài ra, trong phần thi hé hoa dân chủ, thông qua 8 câu hỏi là dịp để các nhà báo cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên gắn với tên tuổi các nhà báo đã gắn bó cả đời với nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Hưng Yên cũng như công tác hội của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.